Xin chào anh em cùng toàn thể bà con cô bác, lại là cái mặt dài như quả cà của mình đây. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Samsung TV nhé. Chúc mọi người có một ngày tốt lành. Anh em thì biết rồi đó, cái việc lội dán tay trong tay ngoài không còn gì xa lạ trong thế giới One Piece rồi. Trước thì chúng ta biết được là Corazon ở trong băng này tặng đồ Flamingo. Sau này thì có thêm là Kobe và X-Drake. Họ đều là người của hải quân và gia nhập các băng hải tặc để lấy thêm thông tin. Có bao giờ bạn nghĩ đến một trường hợp ngược lại chưa? Đó chính là người của băng hải tặc hoặc là một tổ chức nào đó được cắm vô hải quân. Và người hiện tại mà mình nghi ngờ nhất đó chính là tiến sĩ Vega Băng, tiến sĩ số 1 bên trong hải quân. Nhắc lại một số thông tin về Vega Băng dành cho bạn nào chưa nhớ ra, thì ông xuất hiện tại cháp 684 tập 377. Khi còn trẻ, Vega Băng được mọi người vô cùng yêu mến bởi vì tính cách thân thiện và hòa đồng của mình. Bên cạnh đó, ông còn một sở hữu trí thông minh hàng đầu trong One Piece. Những phát minh của ông được đánh giá là đi trước thời đại 500 năm. Là một nhà khoa học vĩ đại, tiếng tăm của ông đã lan nhanh qua các khu vực. Chính vì thế, ông đã bị hải tặc, hải quân và một số tổ chức khác dò mò đến. Được biết rằng, trước đó, Vega Băng đã lập tổ đội với Vincent Mokzak, tức là cha của Sanji. Họ đã nghiên cứu về nhân tố truyền thừa. Và đội khoa học này làm việc ngoài vòng pháp luật. Sau đó thì hải quân đã ập đến đây, dắt bỏ trốn thành công và thành lập ra vương quốc Zerma 66. Còn Vega Băng thì đã không bỏ trốn. Sau này thì ông bị ép phải hợp tác với chính phủ thế giới. Trong quãng thời gian này thì ông đã phát minh ra vô số thứ trong tất cả các lĩnh vực như là sinh lý hay hóa học. Trong số đó thì có một vài thứ thay đổi cả thế giới. Phải kể đến như những người máy sinh học và vũ khí laser, cách để tàu, thuyền vượt qua vành đai tĩnh lặng mà không bị hải vương tấn công. Về sinh học thì đó là cách truyền năng lực trái cây ác quỷ vô con người, những trái cây ác quỷ nhân tạo và rồi còn điều khiển thời tiết, nhiệt độ. Cây trái cây ác quỷ vô những sinh vật vô tri vô giác và vô vàn những bản thảo đang hoàn thiện. Nhưng quan trọng nhất là ông có đưa ra điều kiện là sẽ không thí nghiệm trên phụ nữ có thai và trẻ nhỏ. Qua chi tiết đó thì chúng ta thấy được rằng không những có tài, ông còn có đức. Ông không làm những thứ vô nhân đạo. Trái ngược với đó là việc chính phủ thế giới thường làm. Họ dùng những phát minh của ông vào những việc bẩn thỉu, chẳng hạn như sự cố Buntercat loại bỏ Oaza, quê hương của Robin. Và rồi khi họ phát hiện ra căn bệnh trì hổ phách, họ đã loại bỏ quê hương của Lo. Qua những chi tiết trên cho thấy Vega Băng có thể làm việc cho chính quyền thế giới, nhưng ông có đồng tình với những việc họ đã làm hay không? Và rất có thể Vega Băng sẽ dùng những phát minh của mình để chống lại chính quyền thế giới hay không? Điều đó là hoàn toàn có thể. Vega Băng được đề cập đến lần đầu tiên trong chap 433. Trong đó thì Kobe có giải thích rằng các tàu của hải quân được lót bằng đá biển. Kobe nói rằng đó là một khám phá nhỏ của Vega Băng mà thôi. Chỉ từ thông tin này, chúng ta có thể thấy được rằng Vega Băng đã không làm việc cho chính phủ thế giới một cách chân thành và tận tụy. Hơn nữa, ông còn là một người cực kỳ tốt bụng. Cuộc sống của con người là điều mà Vega Băng đang hướng đến. Trong chap 952, trong cuộc đối thoại giữa một ông lão và Franky thì có đề cập đến rằng ngọn núi đằng xa xa kia chính là thứ mà Vega Băng đang tạo ra cho người dân tại vương quốc này. Họ phải chịu đựng một cái lạnh thấu xương. Ông đã cải tạo chúng thành một hệ thống lò sưởi đặc biệt trong lòng đất. Tuy nhiên, chúng không được hoàn thành bởi vì Vega Băng thiếu về công nghệ và tiền bạc. Thời gian chẳng bao giờ đuổi kịp ông ta cả, và rồi ông đã khóc. Trong chương 684, người ta cũng giải thích rằng Vega Băng đã trục xuất tên Sisa khỏi đội của mình vì hắn ta muốn tạo ra một thứ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Và điều này một lần nữa chứng minh rằng ông là một người tốt. Trong chap 905 thì cuộc trò chuyện giữa hổ tím và bò xanh, họ đong đưa và nói với nhau rằng ê này, Vega Băng đã chế tạo ra một thứ vũ khí gì đó rất chi là mới và vô cùng mạnh. Tôi hy vọng nó sẽ thay thế được đám thất vũ hải, và có lẽ vũ khí này cực kỳ mạnh đó. Vì chúng có thể thay thế được đám Shichibukai kia, chúng là một trong ba yếu tố được đánh giá là cán cân của thế giới. Một chi tiết nhỏ nữa là kể cả hổ tím hay bò xanh, họ là hai đô đốc, cũng chưa được gặp mặt ông tiến sĩ này bao giờ cả. Và quả đúng là như vậy thì chap 957 thì hệ thống Shichibukai đã bị dẹp bỏ. Hải quân đang đến và bắt giữ những hải tặc này. Và qua những chi tiết trên thì chúng ta thấy được rằng Vega Băng nắm giữ trong tay những thứ vũ khí vô cùng quan trọng. Nó ảnh hưởng rất nhiều đến tương lai của hải quân sau này. Và thông qua những việc trước đây hải quân đã bắt và rồi ép ông phải phục vụ cho mục đích chính trị, thì bây giờ là lúc ông có thể làm những điều mình muốn. Một là Vega Băng sẽ rời khỏi tổ chức này. Hai là ông chống đối lại chính quyền thế giới. Điều đó thì hoàn toàn có thể xảy ra. Chính cái ý tưởng ngừng hệ thống Shichibukai, sáng chế ra vũ khí SSG đã trở thành cơ hội cho Vega Băng
tạo ra một thứ gì đó mạnh mẽ để chống đối lại chính quyền thế giới. Và nếu như điều này thực sự xảy ra thì Vegapunk có thể nói là một trong những nhân vật chính thực sự. Ông có thể thay đổi cục diện hoàn toàn. Và có khi nào Vegapunk thuộc tổ chức cách mạng hay là liên quan một phần nào đó đến tổ chức này không? Từ việc ông đồng ý thỏa thuận với Kuma trước đó, sau lần biến đổi cuối cùng, Kuma đã 3 lần ngầm giúp đỡ băng ngũ rơm. Lần thứ nhất là khi kết thúc arc Thinner Bark, ông đã đến và thử lòng các thành viên. Và người đứng ra đó chính là Roro. Kuma đã có nói rằng con trai của anh có những người đồng đội thật là tốt đấy, Dragon. Tiếp đến, lúc xuất hiện kịp thời tại quần đảo Sabaody, lúc này thì cả băng mũ rơm đang bị một đô đốc tấn công. Ông chú khỉ vàng dư sức bắt hết cả một đám siêu tân tinh luôn. Kuma đã đến đây và đánh bay cả băng mũ rơm đi. Họ bay đến một khu vực đã được lựa chọn trước đó và vô cùng thích hợp để họ tập luyện 25 tham kít. Và chi tiết này thì được bác Oda đã xác nhận là Kuma biết trước được các điểm đó rồi. Và ông đã bị chính quyền thế giới phát hiện ra và bắt làm nô lệ cho đám long tinh vì hành động đó. Nhưng lần biến đổi cuối cùng thì Kuma vẫn cầu xin làm một việc cuối cùng, đó chính là bảo vệ con tàu Sunny trong 25 tham kít, cho đến khi thành viên của băng ngũ rơm xuất hiện tại đây. Vậy thì tiến sĩ Vegapunk có dính líu gì đến những vụ việc trên không? Khi mà ông đã chấp nhận người của mình làm một việc như thế, mình thì mình nghĩ rằng hoàn toàn có khả năng đó. Anh em thì nghĩ sao? Nhớ để lại comment ở phần bên dưới nha. Và đừng quên ghé vô shop One Piece xăm soi của mình để mua mũ hay là móc chìa khóa One Piece. Đang có chương trình hạ giá mua 1 tặng 1 đó bà con ạ. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nhé. Bye bye.